Xin chào anh em, mình là Duy Phạm. Ở video đánh giá review chi tiết chiếc iPad Gaming 3 thì mình đã hứa đến anh em là gửi đến anh em một video đánh giá về hiệu năng, về tản nhiệt và về sức mạnh của chiếc máy này. Và đây là một trong những chiếc laptop gaming phổ thông đáng mua nhất tại thời điểm năm 2020 theo ý kiến cá nhân của mình. Vậy thì về hiệu năng thực sự chiếc máy này, liệu chiếc máy này có đáp ứng được hiệu năng chơi game của anh em hay không? Thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu với 3 tựa game cực kỳ nặng và sau đây mình sẽ chơi để test xem hiệu năng và tản nhiệt chiếc máy này ra sao nhé. Và anh em có thể tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn. Và hôm nay thì mình sẽ test trên chiếc máy này với cấu hình là Core i5-10300H cùng card đồ họa GTX 1650. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm 8GB RAM nữa và SSD là 512. Tất cả những trang bị này trong mức giá là 19 triệu đồng. Vậy thì sản phẩm này có hiệu năng ra sao? Thì hãy cùng mình bắt đầu vào những tựa game đầu tiên nhé. Và đến với tựa game đầu tiên mình sẽ chơi LL. Đây là một tựa game nhẹ nhàng nên là mình sẽ để ở Performance Mode, chế độ hiệu năng cao nhất để máy tận dụng được hiệu năng tối đa. Và bây giờ anh em có thể thấy được là FPS của chiếc game này đang khá là ok đấy, khoảng 120 FPS cho setting rất là cao. Và bây giờ thì một tận hưởng thôi. Và anh em hôm nay sẽ để ý một chút được cái thông số này, là thông số 1% low mình sẽ để ở đây. Lý do vì sao mình hiện thông số này là cái thông số này là thông số này sẽ giúp cho anh em hiểu được là cái mức FPS ổn định nhất trong một thời gian dài sử dụng liệu có bị drop nhiều hay không, có bị tụt nhiều không hình hay không. Thì thông số sẽ là thứ quyết định nhất chứ không phải là cải thiện cá nhân của mình đâu. Ok, và bây giờ thì tận hưởng tựa game thôi. Ok, và với tựa game lên điện thoại thì có lẽ là đây là một tựa game khá là nhẹ nhàng rồi. Anh em để thấy là mức hồi hình sâu dạng rất là ok. Tuy nhiên có một điểm mà anh em cần phải cùng nhìn với mình là mức nhiệt độ của CPU đang khá cao. Dù là một tựa game rất là nhẹ thôi nhưng mà nhiệt độ của máy nó lên khoảng 86-87 độ cho CPU và thậm chí lên cả 90 độ nữa. Và tất nhiên rằng với kinh nghiệm của mình, một người dùng laptop rất là nhiều, thì mình sẽ khuyên các anh em để trong phần mềm Lenovo Vantage thì anh em sẽ để phần Quiet Mode cho mình. Lúc này hiệu năng của máy sẽ bị giảm đi một chút nhưng sẽ không phải đáng kể đâu. Và cùng với đó anh em có thể thấy là mức nhiệt độ của CPU đang dao động vào khoảng 70 độ C là một mức an toàn. Ok, và tới tựa game nhẹ nhàng như LL thì chúng ta chỉ chơi đến đây thôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chơi một tựa game mạnh nặng hơn một chút để xem là hiệu năng của chiếc máy này ra sao nhé. Ok, và tựa game tiếp theo mình sẽ chơi ở đây là Sniper Elite, anh em đọc như nào thì anh em đọc nhé. Elite 4, đây là một tựa game bắn súng mà có lẽ là rất nhiều anh em đã quen thuộc rồi. Và với GTX 1650 thì mình nghĩ là để setting 2 sẽ là hợp lý ở độ phân giải Quad D. Và ok, mình sẽ sử dụng setting này để chơi. Và ở ngoài chế độ này thì mình vẫn sẽ để Performance Mode để máy có được hiệu năng đạt được tối đa nhất. Và tất nhiên là nhiệt độ của máy sẽ cao. Còn nếu anh em không muốn nhiệt độ máy cao khi chơi game thì sẽ để cái mode Quiet này thôi. Và bây giờ mình sẽ ngồi chơi tựa game này. Và có một cái thông số mình sẽ hiện lên từ bây giờ. Bắt đầu những lần làm video thì FPS ở bên này là sẽ là FPS thấp nhất mà game đã có thể đạt được. Đấy, đây là một cái FPS rất là quan trọng. Nếu mà game bị ép tụt sâu chứng tỏ là hiệu năng của máy không được ổn định. Và như anh em thể thấy là CPU đang đạt ở mức 90 độ và xung nhịp đạt khoảng 4.1-4.2 GHz. Nói chung đây là một mức xung nhịp theo mình đánh giá là rất là ổn với một chiếc laptop gaming mà có phân khúc giá rẻ như vậy. Thế là ok rồi đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ ngồi chơi tựa game này thêm một khoảng thời gian nữa. Và mình có để ý một chút là về màn hình. Màn hình chiếc máy này có độ phân giải Full HD IPS. Nói chung là màu sắc thì nhìn hơi bị mờ một chút tại vì phổ màu máy chỉ khoảng 65% sRGB và 48% Adobe RGB. Nhưng mà độ sáng của máy khá là ổn, là khoảng 271 nit. Thế nên là mình nghĩ đây là một chiếc máy khá đủ để anh em sử dụng cho nhu cầu chơi game. Nói chung là màu sắc chưa được tươi tắn được như chiếc Lenovo Legend 5 màn hình 144. Nhưng nói chung là với mức giá này thì chúng ta khó đòi hỏi hơn được gì được. Quá là ngon.
Và anh em thì thấy là cả đồ họa đang được đạt ở mức công suất tối đa là 50W và nhiệt độ là khoảng 73-74 độ C, thì theo mình đây là mức mức rất ok. Và anh em có thể thấy là máy này vận hành chơi game thì quá là ngon đúng không? FPS từ nãy giờ là khoảng 41 và tụt xuống thấp nhất cùng lắm là 67 FPS. Và mình sẽ ngồi chơi tự game này thêm một chút nữa để anh em có được mức khôi, xin lỗi bạn là một cái nhìn cụ thể nhất về hiệu năng trên máy này khi muốn chơi một tựa game nặng như là Sniper Elite 4 nhé. Máu me và bạo lực thực sự luôn anh em ạ. Và anh em có thể thấy là mức FPS tối thiểu mà mình đạt được là khoảng 60, nghĩa là không có tổn thương 60 trong quá trình trải nghiệm chơi game. Và ở mức setting 2 cho tựa game Sniper Elite 4 thì nói chung đây là một mức khôi và mức hiệu năng mình có thể gọi là chấp nhận được. Nếu anh em để chế độ High Performance, anh em sẽ đánh đổi cho phần nhiệt độ của CPU hơi cao. Không sao, nhược dù là nhiệt độ CPU cao như vậy nhưng mà chiếu nghỉ tay bên trái của mình đặt tay lên mình sử dụng thì hoàn toàn không có bị nóng, mà chỉ hơi ấm cực kỳ nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn sử dụng, thì nói chung là khá ok rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi chơi tựa game này khoảng một vài phút nữa và mình sẽ chuyển sang một tựa game mới để anh em xem nhé, để xem là một tựa game phổ thông hơn như là tựa game PES chẳng hạn, liệu là chiếc máy này có đạt được hiệu năng ok hay không. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game PES 2020. Ok, và tựa game tiếp theo một tựa game quốc dân rồi, PES 2019. Thì ở setting mình sẽ để 2 cho anh em. Và nói chung là rất cảm ơn có một anh em đã góp ý là setting PES cần phải vào trong game mới chỉnh được. Đấy, rất là cảm ơn anh em đã góp ý trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì mình sẽ vào chơi một tựa game giao hữu thôi nhỉ. Làm tựa game giao hữu thôi. Arsenal đi. Đây này, mùa giải này Arsenal đá hơi chán, không sao. Nhưng mà mình lại nhắc lại cho anh em về thông số bên cạnh đây, là thông số FPS tụt dưới thấp nhất có thể anh em nhé. Đấy, FPS min của máy thấp nhất có thể là máy sẽ bị tụt xuống bao nhiêu là bị thấp nhất. Và vào game mình sẽ reset lại thông số này để cho nó công bằng nhất. Và tất nhiên với tựa game PES 2019, một tựa game được thay đổi rất là nặng từ năm 2012 nếu mình nhớ không nhầm, lúc đó với PES bắt đầu họ thay đổi về đồ họa. Thì lúc này tựa game PES đồ họa đẹp hơn nhiều, hay là hình ảnh cũng đẹp hơn rất là nhiều, thế nên là FPS cũng bị ngốn tương đối là nhiều đấy. Và bây giờ thì vào game thôi. Và tất nhiên với tựa game PES nặng thế này thì anh em thì thấy là mức setting mức CPU đầu ạ đạt rất là cao đúng không ạ, 94 độ C. Và bây giờ thì bắt đầu thế thôi. Ok, và với một tựa game như là PES, một cả đồ họa tôi thích 1650 cũng khá phải là khá chật vật đấy, FPS sẽ dao động vào khoảng 52-60 và anh em có thể theo dõi đến trên màn hình luôn, tụt dưới thấp nhất đang là 47-46 đấy. Và rõ ràng với tựa game PES này thì chắc chắn setting anh em nên để theo mình khuyến cáo là medium. Còn mình thì vẫn sẽ để Ultra để xem là hiệu năng của chiếc máy này khi mà để Ultra sẽ bị tụt xuống dưới bao nhiêu là thấp nhất. Ok, và bây giờ sẽ ngồi chơi khoảng nửa hiệp đầu để xem là hiệu năng chiếc máy ổn định nhá. Ok, và như anh em phải thấy là FPS tụt dưới thấp nhất là 40 cho setting Ultra. Và đấy, ăn mừng thì không tính nhá, chỉ khi chơi game thôi. Thì anh em phải thấy là mức tụt xuống thấp nhất là khoảng 40. Thì với setting mình nghĩ là mẻ medium thì máy sẽ chạy ổn định ở mức 60. Ok, và anh em phải thấy là xung nhịp của CPU giữ rất là cao, khoảng 3.9 GHz và 4.0, thậm chí lên cả 4.1 nữa.
Rõ ràng là đây một tựa game, nói chung là chiếc máy họ cố gắng đạt cho CPU khả năng tối đa rồi. Tất nhiên là với một chiếc laptop gaming phổ thông thì chúng ta khó thể tận dụng được hết hiệu năng của CPU i5-10300H có thể mang lại. Nhưng dẫu sao thì đây vẫn là mức FPS mà khô hình cho ra rất ổn. Và với mic nhiệt độ thì anh em chắc chắn sẽ phải đánh đổi ở trong phần mềm setting, sẽ phải để quiet mode rồi. Thế thôi. Và có lẽ đây sẽ là tựa game cuối cùng hôm nay mình sẽ chơi là PES 2019. Nói chung là với 3 tựa game thì mình nghĩ là rất nhiều người chơi rồi. LL, PES hay là một tựa game nặng như Sniper Elite cũng rất là nổi tiếng, thì có lẽ là anh em cũng đã có được cái nhìn cụ thể nhất với 3 tựa game cực kỳ nặng trên chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Và ok, với cấu hình Core i5-10300H của cao độ bảo mật tích 1650 thì anh em có thể thấy được mức setting và mức hiệu năng chiếc máy này cho ra. Và ok, đây sẽ là tựa game cuối cùng. Ok, và qua video anh em thể thấy là với cấu hình là Core i5-10300H cùng cao độ họa GTX 1650 trên chiếc máy này thì anh em có thể thấy là hiệu năng của cao độ họa được phát huy rất là tốt. Tuy nhiên thì về CPU thì anh em sẽ phải đánh đổi bằng việc là sử dụng chế độ Quiet Mode trong phần Lenovo Vantage của hãng, thì sẽ giúp cho máy vừa có hiệu năng ổn và cùng với đó là những mức nhiệt độ an toàn để anh em chơi game. Còn nếu anh em để chế độ Performance thì có thể thấy được là nhiệt độ lên khá là cao. Nhưng không sao, đây là một chiếc laptop gaming phổ thông và đây sẽ là điểm chúng ta cần phải đánh đổi. Và tất nhiên với anh em muốn tham khảo chiếc máy này thì có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết link sản phẩm và chương trình giảm giá AZ300 mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel bọn mình để bọn mình có thêm động lực làm ra những video tiếp theo nha. Và bây giờ thì xin chào anh em, bye bye anh em, để hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.